Trước khi có tin đồn hẹn hò với Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư từng chia sẻ chỉ muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Tin đồn Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi câu chuyện ngày một đi xa hơn. Những ngày gần đây, làng giải trí showbiz chưa bao giờ lại sôi nổi, ồn ào tới vậy khi liên tiếp xuất hiện 1001 bí mật được tiết lộ. Sự việc của Lý Dịch Phong vừa qua thì chuyện Triệu Lộ Tư đang hẹn hò với đỉnh lưu trong giới được đồn đoán là Tiêu Chiến cũng bị khơi ra, khiến netizen đứng ngồi không yên. Hòa chung không khí đó, cư dân mạng bất ngờ đào lại một phát ngôn trước kia của Triệu Lộ Tư về việc hẹn hò. Khi nhận được câu hỏi, nàng Tiểu Hoa đã dõng dạc tuyên bố với mọi người rằng cô không muốn yêu đương mà chỉ muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Thời điểm đó, lời chia sẻ này của Triệu Lộ Tư đã nhận được không ít sự tán thưởng của khán giả. Bởi cách đây một vài năm về trước, mỹ nhân thả thí thiên hạ thường xuyên bị gắn cho mác diễn viên tuyến 18. Tham gia nhiều dự án nhưng mãi chưa bật lên được hàng sao hạng A, nên việc tạm gác tình yêu qua một bên và tập trung cho sự nghiệp là điều cần thiết. Nhưng hiện tại thời thế đã khác, sau khi dự án Tình Hàn Sán Lạn ra mắt gần đây, danh tiếng của cô nàng tăng lên không ít, hảo cảm người qua đường cũng đặc biệt tốt. Ấy thế nhưng, sóng yên biển lặng chưa được bao lâu, Triệu Lộ Tư bỗng gặp phải vận xui vì tin tức hẹn hò với đỉnh lưu, kéo theo đó là hàng nghìn chuyện xấu. Hít cọ nhiệt, sao couple trước kia bị đem ra bàn tán. Tuy nhiên, việc Triệu Lộ Tư yêu đương đối với nhiều người lại không mấy quan trọng, miễn là nữ diễn viên biết rạch ròi giữa việc công và việc tư, không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp. Kết thúc Tình Hàn Sán Lạn chưa lâu, Triệu Lộ Tư đã vội nhập đoàn và đang bận rộn ghi hình cho dự án chuyển thể hiện đại Vụng Trộm Không Thể Giấu. Được biết, theo dự kiến phim sẽ lên sóng trong năm 2023.